Thỏ Nhí chào các bạn. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến, Thỏ Nhí có một bài thơ nói về một bạn nhỏ cũng đang trong tâm trạng đón chờ Tết đang đến. Đó là bài thơ Tết đang vào nhà của tác giả Nguyễn Hồng Kiên. Bây giờ Thỏ Nhí mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Bài thơ Tết đang vào nhà. Hoa đào đầu sớm, cười vui sáng hồng. Hoa mai trong vườn, rung rinh cánh trắng. Sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa. Em dán tranh gà, ông treo câu đối. Tết đang vào nhà, sắp thêm một tuổi. Đất trời nở hoa. Trong bài thơ vừa rồi, nhắc đến loại hoa gì đặc trưng cho ngày Tết? Đó là hoa đào, hoa mai. Thế mọi người trong nhà đã làm gì để chuẩn bị đón Tết? Mẹ thì phơi áo hoa, em dán tranh gà, ông treo câu đối. Tết đến thì mọi người và cảnh vật như thế nào? Mọi người đều vui mừng và đất trời như nở hoa. Bây giờ Thỏ Nhí mời các bạn cùng đọc lại bài thơ Tết đang vào nhà của tác giả Nguyễn Hồng Kiên. Hoa đào đầu sớm, cười vui sáng hồng. Hoa mai trong vườn, rung rinh cánh trắng. Sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa. Em dán tranh gà, ông treo câu đối. Tết đang vào nhà, sắp thêm một tuổi. Đất trời nở hoa. Ngày Tết là ngày đoàn tụ gia đình. Mọi người trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau. Ở miền Bắc thì có hoa đào, miền Nam thì có hoa mai. Có nhà còn treo câu đối đỏ. Và đó chính là truyền thống tốt đẹp từ xưa đến nay của người Việt Nam, vẫn còn gìn giữ và yêu quý về truyền thống này. Thế các bạn đã làm gì để giúp cho ba mẹ chuẩn bị vào ngày Tết chưa? Nhớ nói cho Thỏ Nhí biết nhé. Bây giờ Thỏ Nhí mời các bạn cùng đọc lại bài thơ Tết đang vào nhà, sáng tác Nguyễn Hồng Kiên. Hoa đào đầu sớm, cười vui sáng hồng. Hoa mai trong vườn, rung rinh cánh trắng. Sân nhà đầy nắng, mẹ phơi áo hoa. Em dán tranh gà, ông treo câu đối. Tết đang vào nhà, sắp thêm một tuổi, đất trời nở hoa. Buổi đọc thơ của chúng ta đến đây là hết rồi. Thỏ Nhí chúc các bạn lúc nào cũng học giỏi, vâng lời cô giáo. Và chúng ta thuộc được nhiều bài thơ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.